Ui, hay ho phết nhờ. Sức khỏe bình thường, có hay ho đâu. Ồ, hai thằng hôm trước kìa. Ồ, thế lại trốn trại à? Tớ đã uống thuốc chưa? Bọn tớ khỏi rồi. Hôm nay tao sẽ cho bọn mày biết tay. Muốn biết chân được không? Tao bắt đầu nóng mắt rồi đấy. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Ôi trời. Không tắm hai lần thì tắm ba lần. Sao lạnh à? Không, phi phương phôi. À thế à? Áo cày lắm rồi nha. Ủa, mày đến đâu nhiều nước thế? Nước à? Đây. Đây uống thuốc nào.